Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Như chúng ta cũng đã biết, trong Tuyệt Thế Đường Môn, nhân vật chính Hoắc Vũ Hạo luôn được ban tặng sự may mắn đầy kỳ diệu. Để đạt được thần vị riêng của chính mình, Vũ Hạo đã trải qua hàng loạt cơ duyên kỳ lạ. Những cơ duyên này đã giúp anh trở nên nổi tiếng trên Đấu La Đại Lục và tiến xa hơn, đột phá 100 cấp gia nhập thần giới. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp toàn bộ những cơ duyên may mắn của Vũ Hạo trong thế giới đầy kỳ diệu của Tuyệt Thế Đường Môn. Đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Đầu tiên là gặp được Thiên Mộng Băng Tắm. Khi mà Thiên Mộng Băng Tắm trở thành hồn hoàn trí tuệ đầu tiên của Vũ Hạo, tuy là hồn thú trăm vạn năm và không mang lại hồn cốt nào cho cậu, thế nhưng lại cho cậu một hồn hoàn 100 vạn năm với 4 hồn kỹ mà sau này đã giúp ích cực nhiều cho Vũ Hạo. Do Thiên Mộng Băng Tắm bị các hồn thú khác hấp thụ bản nguyên nên không mang lại lợi ích về mặt hồn lực cho Vũ Hạo, thế nhưng về mặt tinh thần lực thì lại tăng lên rất nhiều. Đi kèm theo đó chính là chuỗi rất nhiều sự kiện sau này, ví dụ như là thuyết phục băng đế, cứu vớt tuyết đế, dung nhập bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tắm vào Vũ Hạo. Ngoài ra, nhờ có việc dung nhập với Thiên Mộng Băng Tắm cũng chính là khởi đầu cho việc cậu đặt chân lên con đường thần lộ, hay là nói cách khác là kế hoạch tạo thần của Thiên Mộng Băng Tắm. Tiếp đó chính là Eli Khắc Tư. Eli Khắc Tư chính là một trong vong linh ma pháp sư, vì không muốn trở thành thần mà gặp nạn, cơ duyên có một mảnh vỡ thần thức dung nhập vào trong người của Vua Hạo trong lần dung nhập với Thiên Mộng Băng Tắm. Nhờ có Eli Khắc Tư mà Vua Hạo đã có nhiều kinh nghiệm trong tu luyện, thoát khỏi nguy hiểm khi mà rơi vào tay của tà hồn sư, khai mở được sinh linh chi nhãn mà sau này trở thành vận mệnh chi nhãn, đặc biệt sau này lên thần giới còn tiến hóa thành vĩnh hằng chi nhãn, bước chân vào thần vương. Ông cũng hy sinh chính mình giúp Tuyết Đế trở thành hồn linh của Vua Hạo, sáng lập ra hệ thống mới hồn linh, đồng thời lúc này cũng trở thành vũ hồn thứ ba của Vua Hạo. Ngoài ra ông còn để lại cho Vua Hạo một bán vị diện và các kiến thức có liên quan để trở thành vong linh pháp sư. Cơ duyên quan trọng nhất của Vua Hạo chính là gặp được Đường Vũ Đống. Gặp Vương Đông Nhi hay là Đường Vũ Đống là một cơ duyên cùng vô cùng quan trọng. Đây có thể nói là điểm quyết định để Vua Hạo có thể trở thành thần. Vì ở cuối chuyện, khi mà biết được Đường Tam mang Vũ Đồng về thần giới qua dung điểm băng thì Vua Hạo đã quyết tâm tiến về thần giới. Ban đầu gặp Phương Đông có thể nói hai người đã trở thành đôi bạn cùng tiến, cùng tu luyện, cùng mạnh mẽ, cho đến khi biết Phương Đông là con gái thì đã mở ra một trường mới, mục tiêu mạnh mẽ để vượt qua các khảo nghiệm và đạt kỳ vọng của nhà vợ. Ngoài ra thì nhờ quen biết Phương Đông Nhi mà Vua Hạo cũng có cho mình một số cơ duyên quan trọng, ví dụ như là trở về Hạo Thiên Tông gặp biến cố và có được hồn linh đầu tiên là Tuyết Đế, mở ra túi gấm của Đường Tam và đến được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, gặp được Hải Công Chủ và có được hồn linh Công Chúa Lệ Nhã, sáng tạo ra Hạo Đồng Tam Tuyệt như là Từ Đồng Quyền, Hạo Đồng Kiếm, Niệm Đồng Trưởng. Cơ duyên tiếp theo chính là gặp được Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Băng Đế chính là hồn thú thứ hai gia nhập với Thiên Mộng Băng Tắm để thực hiện kế hoạch tạo thần nhằm hướng đến mục tiêu được sống mãi mãi. Băng Đế là hồn thú Băng Bích Đế Hoàng Hạt với tu vi 39 vạn năm, sau khi dung nhập với Vua Hạo thì đột phá lên 40 vạn năm. Là hồn thú 40 vạn năm nên Băng Đế cho Vua Hạo hồn cốt xương sống và xương sườn, niên hạn là 40 vạn năm, đã cải tạo đáng kể thể chất yếu kém của Vua Hạo. Đồng thời thì Băng Đế cũng trở thành băng linh ở vũ hồn thứ hai Cực Trí Chi Băng. Ngoài ra, Băng Đế cũng cho cậu một hồn hoàn 40 vạn năm màu đỏ với 4 đạo kim văn, kèm theo đó là 4 hồn kỹ, 2 hồn kỹ nằm bên trong hồn cốt và 2 hồn kỹ tạo hồn hoàn. Lúc mà Vua Hạo ngưng tụ ra thứ hai hồn hạch lấy Cực Trí Chi Băng làm chủ thì Băng Đế đã dung nhập toàn bộ bản nguyên của mình để giúp cho Vua Hạo hoàn thành hồn hạch thứ hai, đồng thời hoàn thành âm dương hỗ bổ xong hồn hạch. Cơ duyên tiếp theo chính là gặp được Tuyết Đế. Tuyết Đế là thập đại hung thú xếp hạng thứ 3, do đột phá thất bại mà chọn trở thành phôi thai hồn thú, hồi phục thực lực, thế nhưng không may lại rơi vào tay của con người. Nhờ có cơ duyên mà Vũ Hạo đã gặp được Tuyết Đế, cũng từ đó mà có được hồn linh Tuyết Đế sau lần tai nạn ở Hạo Thiên Tông. Nhờ có Tuyết Đế mà Vũ Hạo cũng có được cho mình 4 cái hồn hoàn màu vàng cam với 3 hồn kỹ thành danh của Tuyết Đế, chính là Tuyết Đế Tam Tuyệt, gồm Đế Kiếm, Đế Trưởng và Đế Hàn Thiên. Tuy không có hồn cốt thế nhưng lại có được nhiều cơ duyên khác, ví dụ như là lần đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Tuyết Đế tỉnh lại đã giúp Vũ Hạo chiếm được rất nhiều thiên tài địa bảo thuộc tính băng, đồng thời áp chế các hồn thú 10 vạn năm ở đây, có được hồn linh băng Hùng Vương Tiểu Bạch, một con hồn thú 30 vạn năm hệ Cực Trí Chi Băng. Cơ duyên tiếp theo chính là gặp được Đế Hoàng Thụy Thú. Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê, lần đầu tiên Vũ Hạo gặp đã ép được con mắt thứ ba của mình vào con mắt thứ ba của nó, khiến sinh linh chi nhãn tiến hóa thành vận mệnh chi nhãn. Nhờ có vận mệnh chi nhãn mà Vũ Hạo có thể trưởng khống vận mệnh. Cũng từ lần này mà Đế Hoàng Thụy Thú cũng động lòng và lương theo hình ảnh quang chi nữ thần điệp hóa thành Vương Thu Nhi, gia nhập vào học viện Sử Lai Khắc và gặp được Vũ Hạo. Trong lần đi giải cứu các hồn sư khỏi bàn tay của tà hồn sư ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, Đế Hoàng Thụy Thú đã hiến tế cho Vũ Hạo và trở thành hồn hoàn thứ 6 của cậu.
đồng thời cũng cho cậu đầu bộ hồn cốt cùng với hồn kỹ cực mạnh, đó chính là có thể miễn dịch được 3 lần công kích tinh thần lực cực mạnh. Cũng nhờ đó mà Vu Hạo thành công đánh chết tà nhãn 10 vạn năm, có cho mình hồn hoàn thứ 7 và chạy thoát được truy kích của tà nhãn bạo quân chúa tể. Cơ duyên tiếp theo chính là được đến học tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Học Viện. Đến học tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Học Viện tuy không chỉ có cơ duyên về mặt thực lực, ngoài ra nó lại mang cho cậu cơ duyên về quan hệ và tri thức. Cơ duyên tăng thực lực ở đây của cậu là có được cho mình hồn hoàn thứ 4 cấp bậc vạn năm từ hồn thú Ngân Lang Thú. Ngoài ra có được phôi thay hồn thú của Tuyết Đế trong lần Minh Đức Đường bị bản thể tông tập kích. Cơ duyên về quan hệ đó chính là gặp được Quất Tử, người sau này trở thành đế hậu chiến thần. Gặp được Hiền Vũ Lao Sư, chính là thầy về hồn đạo khí của Vua Hạo. Gặp được Lý Quyết Trần và Kinh Tử Yên, chính là hai người vì muốn thắng Vua Hạo mà gia nhập đường môn. Còn về tri thức đó chính là nhân cơ hội được vào Minh Đức Đường thì Vua Hạo đã trộm vô vàn bản thiết kế thông qua tinh thần tham chắc của mình và gửi về học viện Sử Lai Khắc. Cơ duyên tiếp theo đó chính là vào được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là bảo địa của tự nhiên. Nhờ có lần vào đây mà Vua Hạo có được cho mình rất nhiều thứ, ví dụ như là có được truyền thừa về độc dược và đan dược từ Đường Tam, lấy được thiên địa nguyên khí thuộc tính băng trong băng nhãn, lấy được rất nhiều thảo dược ví dụ như là liệt hỏa hạnh sơ kiều, sau này cứu Mã Tiểu Đào. Cũng nhờ vào đây mà Vua Hạo cũng có cho mình được hồn linh thứ 4, chính là hồn thú hệ thực vật 10 vạn năm Bát Sắc Huyền Băng Thảo, cũng là một hồn thú cực trí chi băng. Tiếp đó chính là Địa Long Môn. Địa Long Môn chính là tông môn được sự giúp đỡ của Vua Hạo mà thoát khỏi tay của Tà Hồn Sư. Vì đề báo đáp và đã cho Vua Hạo vào trong mật địa, cũng ở đó mà Vua Hạo đã khám phá ra một băng động chứa toàn vạn năm huyền băng tủy. Nhờ số vạn năm huyền băng tủy này mà các hồn linh hệ băng của Vua Hạo được tăng trưởng rất nhiều. Cũng ở lần đi đến Địa Long Môn này mà Vua Hạo đã đến cực bắc một chuyến, nhờ có Tuyết Đế mà ngăn chặn được âm mưu của Nhật Nguyệt Hoàng Sa quân đội. Đồng thời Vua Hạo cũng dẫn về băng hùng Phương Tiểu Bạch và làm bạn được với các hồn thú ở cực bắc. Cơ duyên tiếp theo đó chính là gặp được Long Tiêu Giao. Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Giao chính là bạn của Mục Lão. Tuy theo Tà Hồn Sư thế nhưng đều là do có lỗi khổ tâm. Nhờ gặp được Long Tiêu Giao mà Vua Hạo được phục dụng Long Đan đúng cách, từ đó thân thể được trở nên hoàn mỹ. Ngoài ra vào lúc cuối đời của Long Tiêu Giao, ông đã giúp Vua Hạo ngưng tụ ra thứ ba hồn hạch hệ không gian tại đan điền, tạo nền móng cho cậu, đồng thời cũng truyền lại toàn bộ hồn lực còn lại của mình cho cậu, tạo tiền đề đột phá cực hạn đấu la. Cơ duyên tiếp theo đó chính là gặp được Thú Thần Đế Thiên. Thú Thần Đế Thiên là vạn thú chi vương lúc bấy giờ. Nhờ có thú thần đứng ra mà Vua Hạo có thể thành công thử nghiệm hồn linh, đồng thời sáng lập ra Truyền Linh Tháp. Thú thần cũng cho Vua Hạo nghịch lân, nhờ có nó mà cứu thoát Vua Hạo khỏi tay của Tử Thần Đấu La Diệp Tịch Thủy. Cuối cùng Thú Thần Đế Thiên cũng là khảo nghiệm cuối cùng để Vua Hạo có thể tiếp nhận thần vị của Tình Tự Chi Thần đăng nhập thần giới. Cơ duyên tiếp theo đó chính là gặp được Tình Tự Chi Thần. Tình Tự Chi Thần dung điểm băng vì trung kế của Đường Tam mà đã đào tạo và ấn định truyền thần vị của mình cho Vua Hạo. Ông cũng cho Vua Hạo hạt sống thần cách, kèm theo đó là hai thanh thần khí, một là Quỷ Điêu Thần Đao, hai là Thần Lộ Đao. Quỷ Điêu Thần Đao này được đi kèm với một bộ đao pháp, đó là Long Vù Tập Vũ Đao Pháp, giúp ích cực lớn cho Vua Hạo trong chế tạo hồn đạo khí. Thần Lộ Đao thì lại chủ yếu giúp Vua Hạo trong chiến đấu, ngoài ra còn giúp cậu hoàn thiện được hồn kỹ thứ 9 ở Vũ Hồn Cực Chí Chi Băng.